Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho để chẳng những chúng ta hoan nghênh, nhưng mà chúng ta cũng sẽ mở lòng ra để đón nhận lời của Chúa sắp sửa đã ban phát cho chúng ta. Đây là điều mà tôi tin rằng rất là quan trọng trong ánh mắt của Chúa, bởi vì nếu chúng ta nhận, chúng ta mới thấy được kết quả trong cuộc đời của chúng ta. May the Lord help us in this time together that we not only hear the message, but we receive it and accept it for our lives, because this message is very important. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang ở trong loạt bài Cơ Đốc Nhân Siêu Nhiên. We praise the Lord because we are in the theme, a series of a supernatural Christian. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lần trước chúng ta đã học thế nào chúng ta đã được tái sanh, được sanh lại bởi Đức Thánh Linh để chúng ta sống một sự sống siêu nhiên trong Chúa. And thank the Lord that last time that we studied together, we learned about what it is to live a supernatural life in the Lord. Bởi vì điều chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, và điều chi sanh bởi Thánh Linh là thần linh ở trong Chúa. Because whatever is born of the flesh is in the flesh, and whatever is born in the spirit is of the spirit of God. Khi chúng ta được tái sanh, khi chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống, Chúa đổi thân thế chúng ta và đưa chúng ta vào một sự sống không còn là sự sống bình thường tầm thường của con người nữa. Whenever we are born again in Jesus Christ, we no longer have the life that is just normal, but yet we live a supernatural life. Cho nên đó lý do tại sao Tin Lành không phải là một tôn giáo. That is why the gospel is not a religion. Mà Tin Lành là tin vui lớn lao mà Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. But the gospel is the great and wonderful news that God wants to give each and every one of us. Chúa ngài cứu chuộc chúng ta về để phục hồi sự sống mà Chúa đã định cho chúng ta. And that is that God saved us, brought us back into his kingdom so that he could restore our lives to live the kind of life that we were meant to live in him. Và hôm nay trong tấm lòng ước mơ tất cả chúng ta sẽ được đánh thức cho sự sống siêu nhiên mà Chúa ngài đã dành cho chúng ta. And my heart's desire this morning is that each and every one of you are awakened to the supernatural life that God has in store for you. Và xin Chúa ngài ban phước để chúng ta sẽ nắm bắt những chìa khóa để biến sự siêu nhiên trở thành tự nhiên ở trong đời sống của chúng ta. And may the Lord bless each and every one of us, help us to receive the key principles needed so that we can change living the supernatural life to a once in a while thing to being a normal thing in our everyday lives. Đó là điều mà Chúa định cho chúng ta. That is what God has determined for us. Vì siêu nhiên không còn là chuyện lâu lâu một lần hay là một phép lạ từ nơi Chúa nữa, nhưng mà Chúa muốn chúng ta biến cái sự sống siêu nhiên là cái điều tự nhiên của mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Because the supernatural wasn't meant to live in that supernatural kind of life, wasn't meant to happen every once in a while, to have a miracle here and there. But really the Lord's plan is that we live the supernatural life every day as it is normal. Vào thập niên 90 có một lời tiên tri đã thay đổi cuộc đời của tôi. I want to tell you that in the 1990s there was a prophecy that changed my life. Đó là Đức Chúa Trời ngày sớm ban cho hội thánh của Chúa một sự thức tỉnh lớn lao. And that is that God would very quickly bring about an awakening to the body of Christ. Và tiên tri vẽ lên một cái bức tranh về hội thánh trong thời kỳ cuối cùng. And this prophetic word drew about an imagery of what the church of God would look like in the final days. Và để giúp cho tôi nắm bắt được tầm quan trọng của ý muốn của Chúa cho thân thể của Đấng Christ. And to help me understand this word of prophecy, it helped me to understand what it is that the body of Christ was supposed to live in. Đó là Đức Chúa Trời ngài sẽ sớm đánh thức tên khổng lồ là hội thánh của Chúa cho công việc lớn lao của Chúa. And that is that God would awaken the giant, that is his church, to live according to his purpose. Và sẽ có sự khai phóng quyền năng của Chúa trong thời đại của chúng ta. And that there would be a release of his power during our generation. Nó lớn vô cùng so với những gì con người của chúng ta thấy trước đây. It would be so great in comparison to all the things that we have seen before. Và con người trên trái đất sẽ thấy Cơ Đốc Nhân chúng ta, hội thánh của Chúa bước đi, nói năng và hành động giống như Chúa của mình. And the people of this world would see the believers walking, talking and acting like God. Vì trước đây chúng ta biết rằng khi thành phố Antioch, khi họ nhìn vào trong nhóm những người tin Chúa, thì họ đã gọi một cái danh xưng cho hội thánh của Ngài, đó là những Christian, những Cơ Đốc Nhân, những người của Đấng Christ. Because we know during the time of the Antioch church that as people looked upon the believers, they came up with a name. They called them Christians, little Christs.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì đây là điều mà Chúa Ngài muốn hội thánh của Chúa chúng ta sống và bày tỏ như vậy. We praise God because this is what God wants us to live out in our lives. Chúng ta không chạy đi chạy đó vỗ ngực và chúng ta giới thiệu tôi là một Cơ Đốc nhân. It's not that we're supposed to go here and there and as we meet people we say I'm a Christian. Nhưng mà phải là điều họ nhìn thấy ở trong đời sống của chúng ta và nói rằng đó là người của Đấng Christ, đó là người của Đấng Christ, đó là người sống giống như Đấng Christ của họ, Chúa của họ. But what it's supposed to be like is as people can see of us even from afar that they can identify and say, you know what? That person looks like a Christian and that person looks like a Christian and he must believe in Christ. Và khi lời tiên tri đó tôi nghe được. And whenever I heard this prophetic word. Đó là một cái giai đoạn mà cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại thành phố Houston này còn rất nhỏ. During that time I want to share with you in the 90s that the Vietnamese community was very small in population in the city of Houston. Và hội thánh của Chúa chúng ta luôn luôn hội họp khi chúng ta tổ chức những chương trình lớn, thí dụ như truyền giảng Giáng sinh vân vân. In the Church of God, the Vietnamese churches were always a bit nervous whenever we had to have big programs like an evangelism program or a big Christmas program. Thì chúng ta phải để xem coi Queen Bee, tức là cái chỗ nhảy disco ở trong thành phố của chúng ta, xem họ có tổ chức đại nhạc hội gì trong những ngày đó hay không. And for those of you that know, there used to be a club, a Vietnamese club called Queen Bees. And during those times, we'd have to check out their calendar, see what their schedule is like, to see if they were having a big program there. Vì nếu chúng ta tổ chức trùng ngày thì chúng ta sẽ không có ai đến nhóm hết. Because if we had a program on the same date and time as Queen Bees, then we knew that nobody would show up. Nhưng mà tôi quyết tâm ở trong lòng rằng lại Chúa, theo như lời tiên tri của Ngài, cũng muốn có một hội thánh mà cộng đồng ở bên ngoài họ nhìn hội thánh để họ xem chúng ta có tổ chức, chúng con có tổ chức những chương trình vào ngày nào để họ tránh, thay vì họ sẽ tổ chức cùng ngày với chúng con. Yes, and so I was determined in my spirit and I said to the Lord, let our church be one day a church where the clubs out there have to check out our schedule so that they can avoid our special programs when they want to put something on. Và lớn nữa là chúng ta sẽ được Chúa Ngài sử dụng như hội thánh của Chúa trong những kỳ đại phấn hưng. Đó là sẽ làm cho các ba rượu, những chỗ ăn chơi trống người bởi vì không còn ai đến đó nữa. And even more so, I would pray to the Lord and say, may the days of revival come so much greater than, so that the, even the bars, the clubs, they wouldn't have people there because they would be all at church. Và trong những ngày đó, chúng ta phóng tầm nhìn vào những điểm nóng ở trên thế giới. And during those times, we would take our eyes and our perspective and go look at the hot spots around the world for Christ. Thì chúng ta thấy rằng hội thánh của Chúa thật sự đã được Chúa Ngài mang vào ở trong quyền năng của Chúa như vậy. Because truly we saw that the church of God was brought into the power of God. Có những thành phố ở tại Nam Mỹ, các nhà tù đều đóng cửa bởi vì không còn ai bị nhốt ở trong tù nữa. There would be cities in South America where even the prisons would close down because there was no longer prisoners. Và nhà tù biến thành cái địa điểm để học kinh thánh. And those prisons then turned into a place where Bible study would take place. Các bar rượu đã đóng cửa và bây giờ là hội thánh thay thế nhóm lại ở trong những địa điểm đó. The bars and the clubs would close down because there weren't people attending anymore. And in its place, the church would use those buildings to have worship. Con dân của Chúa, Chúa ban cho sự thịnh vượng phước hạnh từ nơi Chúa, những chiếc xe trọng tải để chở rau quả của họ lên Bắc Mỹ này để bán đều có để câu kinh thánh và danh của Chúa ở trên những xe trọng tải đó. And the harvest would be so great in South America that even their distribution trucks would have Bible, which would be filled by the way, that would bring all of the fruits and vegetables and all of their harvest to North America. Bible verses would be written on the side of those distribution trucks. Và tất cả những điều đó nổi lên ở trong tôi một khải tượng, đó là Lạy Chúa xin giúp đỡ để chúng con sẽ trở nên hội thánh mà Chúa Ngài đã định sẽ thể hiện ra trong ngày cứu rỗi này. And taking a look at all of the hot spots where God was working, that just stirred in me a passion for the Lord so that our church would become just the same. Và chúng ta biết rằng lời của Chúa ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu số 9 đã bày tỏ ra điều này. And we know that in the word of God in 1 Corinthians 2:9 tells us of this. Nhưng như điều đã chép, những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài. For God is faithful who has called you into fellowship with the Son Jesus Christ our Lord, that no eye has seen, no ear has heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. Những gì mắt chưa thấy, the things that the eye has not seen, những gì tai chưa nghe, the things that the ear has not heard, và lòng chưa nghĩ đến, and the heart has not even imagined, thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài. God has prepared all those things for those that love him. Và cảm ơn Chúa chúng tôi nắm bắt lời của Chúa. And we praise God that we were able to grab hold of his truth.
và chuẩn bị đời sống của mình để có thể làm được những điều này. And prepare our lives to do such things. Bởi vì Chúa Ngài đã sắm sẵn trước rồi. Because God has already predestined it. Bây giờ làm sao để tôi có thể bước đi trong ơn của Chúa? How is it that I could walk in the grace of the Lord? Và cảm ơn Chúa việc đã xảy ra. And praise God that it all came to pass. Trong những chương trình truyền giảng ở that tại Malaysia, evangelism programs in Malaysia, cũng như những đại hội ở tại Việt Nam, as well as conferences in Vietnam, chúng ta thấy những người câm điếc bẩm sinh đã mở miệng ra và mở tai ra để nghe và nói lần đầu tiên trong đời của họ. We have seen that the deaf and the mute from birth were, their ears were open, their mouths were open in the name of Jesus Christ. Những người sinh bẩm sinh một chân dài chân ngắn đã được kinh nghiệm được sự chữa lành từ nơi Chúa và đứng dậy và bước đi. That those born with a handicap with one leg longer than the other, that the Lord would heal them and equal out their legs. Những người nằm thôi thế chết chờ để người thân của mình đem chôn thì đã ngồi dậy và bước đi trước mặt nhiều người. That those who were waiting for their loved one to be buried, that they would rise again in the power of Jesus Christ. Thì tôi tạ ơn Chúa vì những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến đã được thể hiện ra. And I praise God because the things that the eye has never seen, the ear has never heard, the heart has never imagined, it came to pass. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa. We praise God for His word. Và Chúa cũng cho chúng ta thấy cái bí quyết để hội thánh của Chúa chúng ta có thể làm được những kỳ tích, những chiến tích lớn như vậy. And we praise God because the word of God gives us the keys in which we can do supernatural things like this. Ở trong Daniel chương 11 câu số 32. Whenever we look at Daniel chapter 11 verse 32. Chúng ta biết Daniel mô tả những gì diễn ra ở trong thế giới ở trong những ngày đó. Daniel in this piece of scripture he was creating an imagery of what was going on during that time. Một bức ảnh thì chúng ta thấy rằng sự tàn hại và nhiều điều diễn ra ở trong lời tiên tri này. And we saw that many things were happening in this prophetic word. Nhưng mà giữa những khung cảnh đó, but in the midst of those times, thì có lời của Chúa một cách rất là đặc biệt để chúng ta để ý đến tới the đây. The word of the Lord was very special. Let's look at that. Nhưng những công dân đã biết Đức Chúa Trời sẽ quật khởi và làm nhiều thành tích lớn lao. When we look at the modern version from 2017, the word of the Lord says, but those who know God will rise up and do great things. Như vậy chúng ta thấy rằng những người mà biết Chúa thì họ sẽ đứng lên và làm những thành tích lớn lao ở trong ơn của Chúa. So the word of the Lord says that those who know God, who believe in them, will rise up and they will do marvelous works. Anh chị em, thay vì chúng ta bị thế giới và thế gian này đè bẹp chúng ta, instead of having this world pressure us and keep it under its feet, thay vì chúng ta để cho Satan tiếp tục cai trị và gây những sự khó khăn đau khổ trên cuộc đời của chúng ta, instead of still allowing Satan to bring challenges into our life causing suffering, hãy trở nên những người biết Đức Chúa Trời. Let us become a people who know God. Để chúng ta có thể quật khởi, chúng ta có thể lập nhiều thành tích lớn lao cho Chúa. So that we can do a great and marvelous work for the Lord. Anh chị em muốn được trở nên người đó không? Do you want to become that kind of person? Hay là chúng ta thỏa lòng nói rằng cuộc đời này đầy sự đau khổ, thôi bây giờ mình cứ cắn răng chịu. Or are you satisfied saying that this world is full of suffering and then you just bear it? Cá nhân tôi thì không chấp nhận điều đó. For myself, I refuse to accept that. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời cũng không muốn điều đó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. And I believe that God doesn't want that for your lives. Bởi vì kế hoạch của Đức Chúa Trời là Ngài muốn chúng ta sống một đời sống đầy quyền năng, siêu nhiên và chúng ta thể hiện ra một cuộc sống không giống như những người khác ở trên đất này. Because the plan of the Lord is for us to live a supernatural life, unlike those here on the earth, to have a life full of blessing and full of His power. Ngài không chịu đau đớn khi mang lấy thân xác của người bị đánh đập và trải qua những sự đau đớn như vậy để rồi cứu chúng ta về để cho chúng ta tiếp tục khổ trong đời sống của mình. Jesus Christ didn't experience and allow himself to be beaten, to be bruised, to be tortured, for his blood to be spilled out, just so that we as believers could live in suffering. Ngài chuộc chúng ta về. He bought us back with his blood. Và bởi quyền năng của Ngài. And by his power. Biến chúng ta trở nên những tạo vật mới hoàn toàn. He transformed us to be a new creation in him. Amen. Chúng ta tạ ơn Chúa vì điều we đó. We praise God for that. Amen. Anh chị em. Amen. Anh chị em có thấy được bức ảnh của điều mà Cha chúng ta muốn thực hiện cho đời sống chúng ta không? Can you see the vision of which God wants to have for your life? Cho nên tất cả những gì thiếu hụt hay là thấp hơn kế hoạch của Đức Chúa Trời là điều chúng ta không chấp nhận mà chúng ta nói rằng tôi sẽ tiến lên ở trong ơn của Chúa. So whatever is a loss in your life, whatever is lower than the standard of God, you have to rise up and say, I do not accept this. Vì Đức Chúa Trời đã dành sẵn những điều vĩ đại cho cuộc đời của tôi. Because God has in store great things for my life. Những điều vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Whatever things are beyond my imagination. Và ngợi khen Chúa. And praise God. Tôi đang nhìn thấy chúng và tận hưởng chúng. And I am able to see what the Lord has in store for me and receive it. Xin Chúa ban phước cho em buổi sáng hôm nay cũng sẽ nắm bắt được điều này. So may God help you, my brothers and sisters, to grab hold of this truth.
Hãy nói những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho tôi là người yêu mến Chúa. Take that Bible verse 1 Corinthians 2:9 and receive it for yourself. Say, my eye has not seen, my ear has not heard, neither has my heart come to see what the things that the Lord has prepared for me because I love him. Khi chúng ta làm điều này, chúng ta sẽ chuyển những việc siêu nhiên mà Chúa Ngài đã định trở nên điều tự nhiên mà chúng ta sống mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta. And once you do this, you take the supernatural of God and you let it become a normal part of your life. Cảm ơn Chúa vì điều kiện đã được bày tỏ cho chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Praise the Lord that the credentials for all of this are being displayed for us today. Đó là dân sự, những công dân biết Đức Chúa Trời sẽ quật khởi và lập những thành tích lớn lao. And that is the requirement only is that those who know God will rise up and do great things. Cho nên điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó là biết cái nguồn quyền năng của chúng ta. So the first thing that we have to acknowledge and accept is to know the power source. Nếu anh chị muốn có một cái đời sống chúng ta làm những công việc lớn lao cho Chúa. If you want to have the kind of life that does supernatural works for the Lord, thì những điều không thể thiếu đó là chúng ta phải biết Đức Chúa Trời của chúng ta là ai. Then you must know who your God is. Và biết Ngài muốn làm điều gì xuyên qua đời sống của And you chúng have ta. To understand what is it that he wants to do through your life. Chúng ta phải biết Chúa. You have to know God. Cái khác biệt của việc biết về Chúa và biết Chúa là như thế nào? This is a different there is a difference between knowing God and knowing of God. Biết về Chúa là chúng ta thỏa lòng với việc đến nhà thờ lâu lâu một lần rồi để mục sư hay là một linh mục dạy cho chúng ta, kể cho chúng ta nghe về Đức Chúa Trời của chúng ta. To know of God looks like this. Is that every once in a while you go to church, you have the priest or the pastor tell you about God. Nhưng mà biết Chúa một cách cá nhân đó là chúng ta có một mối liên hệ với Chúa mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. But to know God is to have a relationship with him every day. Amen, anh chị em. Amen. Và đó là điều Chúa ngày muốn tìm thấy trong cuộc đời của chúng ta. And that is what God wants to find in our lives. Chúa Giêsu đã chịu đau đớn chừng đó. Jesus Christ endured so much pain. Để cất tội lỗi ra khỏi đời sống của chúng ta. To remove sin from our lives. Và phục hồi sự thông công phước hạnh của chúng ta. And to restore the fellowship that we have with our Father God. Và chẳng những như vậy, mà Ngài còn tạo đủ mọi điều kiện để chúng ta có thể trở nên con cái của Đức Chúa Trời. And not only that, Jesus Christ through all of his suffering on the cross and his resurrection, he already fulfilled every requirement that is to let us become a child of God. Anh xem chừng đó thôi cũng phải thay đổi đời sống của chúng ta. Just that alone should change our lives, right? Amen. Amen. Lần trước tôi nhắc nhở với anh chị em. The first earlier I reminded you. Đó là Đức Chúa Trời không giống như là cha của chúng ta. That is God, our Father God, is not like our biological father here on earth. Nhưng mà Ngài là cha của chúng ta. He is our Father. Ngài không phải là một hình bóng, là một cái biểu tượng là cha của chúng ta. He's not an imagery of a father. Nhưng mà Ngài là cha của chúng ta. But he is our Father. Chúng ta được phục hồi. We are restored. Và chúng ta được trở nên con cái của and Ngài. And we become a child of God. Khi chúng ta hiểu được điều này, when we understand this, thì chúng ta biết chắc chắn rằng, do we know assuredly, những gì thuộc về Chúa thuộc về chúng ta. That whatever belongs to God belongs đó to us. Đó là gia tài của chúng ta. That is our legacy. Cha chúng ta là Chúa toàn năng. That is our Father. Thì chúng ta có thể sống trong phước hạnh và quyền năng của Chúa. We can live in the blessing that He has in store for His children. Our God, our Father is very rich. Thì chúng ta không thể nào sống như con của kẻ ăn mày được, so mà là con của người giàu có. We are in poverty. Amen. We have to live as a child of God who is rich and prosperous. Vì Chúa là cha chúng ta. Because our God is chúng our Father. Thánh Linh sanh chúng ta lại để chúng ta mang ảnh tượng của Đức Chúa Trời. The Holy Spirit allowed us to be born again so we can carry the imagery of Christ in us. Và Sứ đồ Phêrô nói rằng bây giờ chúng ta lại được dự phần vào bổn tánh của Đức Chúa Trời trở lại. The Apostle Peter says that we are able to take part in the character of God. Oh, đây là phước hạnh lớn lao mà chúng ta cần được nhắc nhở. We have to be reminded of this. Hãy biết nguồn của quyền năng của chúng ta. We have to know the source of our power. Phải Chúa phải là đấng mà chúng ta gần gũi thân mật bước đi trong một mối thông công mật thiết như cha với con. We have to understand that we need to have an intimate relationship with God as if he is our Father because he is. Chúng ta không cần ai nhắc chúng ta mới đến với Ngài. We don't have to have anybody remind us to go to our Father. Nhưng mà cái việc chúng ta đến với cha chúng ta là điều tự nhiên. But when we come to our Father, that's a natural thing, right? Để chúng ta biết Chúa thì Chúa phải là hình ảnh đầu tiên chúng ta nghĩ đến khi chúng ta thức dậy. In order to know God and to be in a relationship intimately with Him, He should be the first one on our mind when we wake up in the morning. Và là điều cuối cùng chúng ta nghĩ đến trước khi chúng ta đi ngủ. And He should be the last one we think of
before we go to sleep. Đó là chúng ta đang ở trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. That is an indication that you're in a relationship with God. Và Chúa muốn thấy điều đó trong cuộc đời của chúng ta. And God wants to see this in our lives. Và chúng ta phải là những người để tai lắng nghe Ngài suốt cả ngày. We have to have ears throughout the entire day that are listening for His voice. Lắng nghe những điều Ngài phán dạy chúng ta. We want to hear what He's trying to teach us and guide us in. Ngài có thể phán dạy chúng ta qua lời của Ngài. He can teach us through His word. Và qua Thánh Linh của Chúa. And through the Spirit. Để chúng ta có thể biết Chúa. So that we can know Him. Và chúng ta càng dành nhiều thời giờ với Chúa chừng nào, đời sống của chúng ta càng giống Chúa chừng đó. And the more time that we spend with our Father God, the more our lives look like Him. Khi chúng ta muốn biết Chúa, chúng ta phải tích cực tìm kiếm Ngài trên hết mọi thứ khác. Whenever we want to know God, we have to make Him the highest priority above all other things. Khi chúng ta nhận biết Ngài chính là nguồn của sức mạnh của chúng ta. Whenever we recognize that He is the source of our power, khi chúng ta tắt nguồn thì chúng ta sẽ chết. We understand that whenever we cut off that source, we're going to die. Anh chị em như cá bắt ra khỏi nước nó chết. Just like a fish, when it's taken out of water, it will die. Như cây nhổ ra khỏi đất, nó just chết. As a tree, whenever it's taken out from the ground, the chúng earth, ta it will tách die. Biệt với Đức Chúa Trời, chúng ta chết. Whenever we are apart from the Lord, we die. Chúng ta cần ở trong mối liên hệ mật thiết với Chúa. We need to be in an intimate relationship with our Father God. Và Matthew chương 6 câu 31 đến 33 nhắc cho chúng ta điều này. And in Matthew chapter 6 from verse 33 and 34 it tells us. Nhắc nhở chúng ta trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. It says seek first His kingdom and His righteousness. Thì Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều. Then all things will be added unto you. Nếu chúng ta bận rộn lo lắng để chúng ta tìm kiếm cái ăn cái mặc ở trong cuộc đời này. If you're so busy in life worrying about what you're going to wear, what you're going to eat, thì chính chúng ta phải nỗ lực để nuôi mình, để mặc mình. Then you end up using your own strength, your own power to take care of yourself. Nhưng khi chúng ta nhờ cậy Chúa, but whenever you depend on God, khi chúng ta tìm kiếm Chúa và vương quốc của Ngài and His kingdom, thì chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa, Ngài chu cấp chúng ta. Then you can experience Him as your provider. Và bức ảnh tuyệt vời này, chúng ta cần trước hết tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. And the beautiful picture of this Bible verse that it tells us is to but first seek His kingdom and His righteousness. Ở trong một vương quốc thì có vua, có vương ở trong cái vương quốc đó. In a kingdom there is a king, right? Ở trong vương quốc này Đức Chúa Trời là vị vua, là cũng là cha chúng ta. And in this kingdom, He is the Lord God is our king and He's also our father. Một ông vua tài giỏi là một ông vua làm cho nước của mình giàu và dân của mình mạnh mẽ. A king that is successful is considered successful whenever his kingdom is prosperous. Powerful. And powerful. Và những người dân sống ở trong cái vương quốc đó phải là những người giàu có phước. And that his servants or his people in his kingdom are living in that richness, in that power. Ông vua nào hay là ông tổng thống nào cai trị một nước mà nước nó mỗi ngày một tệ tệ, dân chúng sống ở trong đó rên xiết trong sự đau khổ, thì đó không phải là một vị vua tốt. Whatever kingdom or nation in which the people of that land are suffering in poverty and there's a downward spiral of the community, then we know that that is not a good king, that is not a good leader. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời, chúng ta là vị vua hết sức là tài giỏi và đầy quyền năng này. And we praise God because our God is a successful, almighty, wonderful king. Amen. Nước của Ngài là nước hằng còn trong đời đời. His kingdom will last for eternity. Và sự giàu có của tất cả mọi điều trên thế gian và vũ trụ này nằm ở trong tay của Ngài. All the riches of this land and in the heavenlies are in His hand. Và bởi tình yêu thương, Ngài chăm sóc tất cả những người dân sống ở trong vương quốc này. And it is through His love that He cares for and nurtures all the people of His kingdom. Chẳng những như vậy mà Ngài biến tất cả đều trở nên con của Ngài. Not only that, but every single person in His kingdom becomes His child. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Cho nên chị em, khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Ngài cho chúng ta được sanh lại, chúng ta tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống là điều tốt nhất nhất ở trong cuộc đời của chúng ta. So do you understand that whenever the Lord Jesus Christ allows you to be born again in His salvation, that is the most beautiful thing that you can have in your life, as then you become a child of God. Cứu chúng ta ra khỏi cái đời sống mà chúng ta chạy đi ăn mày, Chúa ơi, Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót và cho con miếng ăn cái mặt ở trong đời sống. Lord Jesus Christ saves us from becoming a beggar in the heavenlies. Oh Lord, please help me, give me enough food for today, give me enough clothes for today. Nhưng mà tin nhận Chúa là Chúa ngài ôm chúng ta vào. But whenever we receive Jesus Christ as Lord and Savior, He opens His arms to embrace us. Ngài đeo nhẫn vào tay của chúng ta. He puts a ring on our finger. Ngài mặc áo choàng đẹp vào trong áo. He puts a beautiful garment upon us. Và Ngài lấy dép mà mang lại cho chúng ta, chúng ta không còn đi chân đất nữa. He gives us beautiful shoes to wear that we no longer go barefoot on this earth. Điều đó là bức ảnh của sự phục hồi mà Chúa Giêsu đã bày tỏ ra. And that is the imagery of restoration in which Jesus Christ gives us. Cho nên chị em yêu dấu của tôi. So my brothers and sisters, Ngài chẳng những là đấng
lâu lâu bố thí cho chúng ta một ít cái gì đó mà chúng ta cần. Our God is not one who every once in a while gives us a little something. Nhưng mà cứ chúng ta về và nghe rằng con hãy đến đây và hưởng phần gia tài mà ta đã dành cho con. But what he does is he saves us. Then he embraces us and he says, here, this is your legacy as my child. Chẳng những như vậy mà Chúa Ngài còn ban cho chúng ta quyền năng của Ngài để chúng ta có thể sống và bày tỏ ra chúng ta thuộc về ai và Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng toàn năng như thế. And not only do we get all the good stuff, but we also get his power, his almighty power, so that when we walk on this earth and we display his power, people know who our daddy is. Khi chúng ta bắt đầu biết Ngài, chúng ta cũng sẽ bắt đầu biết quyền năng của Ngài. Whenever we know God, we will know his power. Philip chương 3 câu 10 nói rằng, để tôi được biết Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ sự thương khó của Ngài và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Philippians verse 3, chapter 3 verse 10 says, for my determined purpose is that I may know him, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with him, and that I may in that same way come to know the power outflowing from his resurrection. Đối với Phaolô, ông muốn kinh nghiệm được cái sự sống này. Paul wanted to experience this kind of life. Ông bằng lòng từ bỏ cái lối cũ mà ông đã tìm cách để đeo đuổi để có thể kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa. And he was willing to leave behind his old life so that he could experience the goodness of God. Ông là người tuyên bố rằng ông đã từng giữ luật pháp của Chúa một cách trọn vẹn. He was one who once declared that he kept all the laws of God. Ông là một người thuộc về thành phần của đảng biệt lập hay là Pharisee. He was one that was part of the Pharisee group. Ông là người sinh ra là con của người Hebrew có quốc tịch của công dân La Mã. He was one that was born from the Hebrew people, but yet he had Roman citizenship. Ông sốt sắng bắt bớ Chúa Giêsu và đạo của Ngài bởi vì ông nghĩ rằng đó là con đường để ông có thể được ơn của Đức Chúa Trời. Paul was one who very diligently persecuted the believers and even Jesus Christ because he thought that was the way to heaven. Nhưng mà Chúa bắt phục ông. But then God grabbed hold of him. Thì ông bắt đầu đeo đuổi một cái khải tượng hết sức là quan trọng mà ông biết rằng đây là điều Đức Chúa Trời đã kế hoạch. And then once the Lord grabbed hold of him, he began to pursue the vision that he knew had great purpose. Bởi vì trước đây ông chỉ nghe về Chúa. Because before this, Paul had only heard of God. Ông chỉ biết về Đức Chúa Trời. He only knew of God. Nhưng bây giờ ông biết rằng Đức Chúa Trời đã nhập thể làm người trong Đức Chúa Giêsu. But now he knew that God had put himself in the form of man through Jesus Christ. Ông nói rằng bây giờ ông hoàn toàn muốn bỏ hết tất cả những thứ của trần gian này. Then he said, once he met Jesus Christ and came to that truth, he says, you know what, I'm going to leave everything of this world. Để tôi được biết Ngài. So that I can know him. Quyền năng phục sinh của Ngài. And the power of his resurrection. Chia sẻ sự thương khó của Ngài. And to participate in his sufferings. Và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. And to become like him in his death. Để ông có thể để Chúa sống một cách tự do và bày tỏ quyền năng của Ngài một cách trọn vẹn ở trong ông. And only then he knew that God could flow freely through his life to display the resurrection power. Ông phải chết với con người bản ngã. He had to die to his flesh. Ông phải chết với xác thịt. He had to die to his own self. Ông phải chết với tội lỗi trong đời sống này. He had to die to his sin. Họ cho Chúa có thể sống một cách tự do trong so that God could live freely in him. Đó là cách để ông có thể bước đi trong ơn của Chúa. And that is the way that he could live by in the grace of the Lord. Điều thứ hai để chúng ta có thể bước đi biến sự sống siêu nhiên trở nên tự nhiên trong đời sống của chúng ta. The second thing that we must acknowledge in order to take the supernatural and let it become a normalcy in our life. Đó là chúng ta phải được đổ đầy bởi Thánh Linh của những công việc vĩ đại hơn. Is that we have to be filled with the Holy Spirit, the one that does greater works. Phaolô ao ước sẽ kinh nghiệm được quyền năng phục sinh của Chúa. Paul desired to experience that resurrection power. Và Chúa Ngài cũng rất muốn ban cho ông. And God very much wanted to give it to him. Và Chúa Giêsu Ngài cũng đã báo trước cho các môn đệ của Chúa. And Jesus Christ told his disciples ahead of time. Thật ta bảo các con, người nào tin ta cũng sẽ làm những việc ta làm và sẽ làm những việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng Cha. Verily, verily, truly I tell you, whoever believes in me will do the works that I have been doing, and they will do even greater than these, because I am going to the Father. Đức Chúa Giêsu biết rằng các môn đệ của Ngài, các môn đồ phải chịu báp têm bằng Đức Thánh Linh để có thể làm những công việc mà Chúa hoạch định cho họ. Jesus Christ knew that the disciples had to be baptized by the Holy Spirit in order to do these greater works. Điều này không hề thay đổi. This never changed. Biết Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng ta. To know Jesus Christ as our saving Lord. Và được đầy dẫy Thánh Linh. And to be filled with the Holy Spirit. Vẫn là điều đầu tiên, là điều không thể thiếu trong cuộc đời của chúng ta. It's something that we cannot be missing in our lives. Chúng ta xin Chúa Ngài đổ đầy Thánh Linh để có thể làm những công việc lớn hơn như Chúa Giêsu Ngài đã định. We ask the Lord, we come before him and say, fill me with your Holy Spirit so I can do these great works and even greater than Jesus did.
Thánh Linh sẽ khiến những điều siêu nhiên trở nên tự nhiên trong đời sống của chúng ta. All those supernatural things to become normal in your life. Thứ ba, chúng ta cần tin rằng với Đức Chúa Trời mọi điều đều có thể. The third thing that we need to believe is that we have to believe with God all things are possible. Bởi vì Chúa là Chúa toàn năng. Because our God is almighty. Không có một gì là khó cho Chúa. There's nothing that's impossible for him. Đối với con người chúng ta, việc không thể xảy ra thì đối với Đức Chúa Trời mọi việc đều có thể xảy ra. Whatever is impossible to man is very possible to God. Khi chúng ta chuyển cái đức tin của chúng ta và nhận biết được điều đó, whenever we take our faith and understand this, thì chúng ta phải làm đủ một cách để đời sống của chúng ta có thể nhận được quyền năng của Chúa một cách không giới hạn. We have to do everything that we can to receive this unlimited power in our lives. Và điều đó không có phải là một cái sự khó khăn đối với Đức Chúa Trời. This is not difficult for God. Chỉ có khó cho chúng ta. It's only difficult for us. Khi chúng ta ương ngạnh, chúng ta cứng đầu, chúng ta muốn tự điều khiển cuộc đời chúng ta không thể kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. It's difficult because when we choose to remain stubborn and stiff-necked, we refuse to receive the power that the Lord has for us. Nhưng khi chúng ta đầu phục và chúng ta nhường đời sống của mình cho Chúa kiểm soát. And we continue to try to do things in our own flesh. But on the other hand, whenever we surrender our lives to God, khi chúng ta kể mình đã chịu chết với Đấng Christ, khi chúng ta chịu đóng đinh với Ngài trên thập tự giá. Whenever we consider ourselves crucified with Christ. Bây giờ sống trong đức tin rằng Chúa Ngài đang ở trong tôi. And now living in faith because Jesus Christ lives in me. Và Ngài có thể bày tỏ sự sống của Ngài xuyên qua đời sống của tôi. And he can display his resurrection power in my life. Ephesians chương 3 câu 20 nói. Let's look at Ephesians chapter 3 verse 20. Đức Chúa Trời là đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng của Ngài, có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Now to him who is able to do immeasurably more than we can ask or imagine, according to his power that is at work within us. Những chiến công không thể là điều bất thường trong đời sống của chúng ta. These exploits won't be difficult in our lives. Nhưng hãy rằng chúng ta đang làm việc với chính Đức Chúa Trời toàn năng. Because we're working in partnership with the Holy Spirit, with God himself. Cho nên chúng ta có quyền để mong đợi những phép lạ xảy ra trong đời sống của chúng ta. So we have the right to wait for miracles to happen in our lives. Kinh Thánh tiết lộ sự thật này rất nhiều lần. The Bible tells us of this truth many different times. Trong Luca chương 1 câu 37, bởi vì không chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. When Luke chapter 137. Luke chapter 1 verse 37, it tells us that for no word from God will ever fail. Và Luca chương 18 câu 37, điều loài người không làm được thì Đức Chúa Trời làm được. And in Luke chapter 18 verse 17, the word of the Lord says, truly I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a child will never enter it. Luca 18 câu số 27. Oh, sorry, not 17. 27. Luke chapter 18, 27. Excuse me. What is impossible with man is possible with God. Và nhiều câu kinh thánh nữa, chúng ta không có thời giờ để chúng ta đi qua. And there's so many more Bible verses that we don't have time to go through this morning. Nhưng mà Lời Chúa xác nhận với chúng ta, không có điều gì là khó cho Đức Chúa Trời. That there's nothing impossible for our God. Điều đó có nghĩa là, what does that mean? Khi chúng ta nhường đời sống của mình cho Chúa hành động. It means that whenever we surrender our lives for God to work in and through us, thì những gì Đức Chúa Trời có thể làm, chúng ta cũng có thể làm. That means that whatever God can do, we can do it with his power and his presence. Amen. Amen. Đức tin của chúng ta phải neo giữ trong lời hứa đó. Our faith has to be foundational in his truth. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài ở cùng chúng ta. We praise God because God is with us. Và bởi vì Ngài ở cùng chúng ta, and because he is with us, thì chúng ta có thể kinh nghiệm được những điều vĩ đại. Then we can experience great things in him. Những người con người khổng lồ không phải là việc khó đối với David. The giant wasn't difficult when David faced him. Vì Đức Chúa Trời ở cùng ông. Because God was with him. Trận đại hồng thủy không phải là việc khó đối với Noe. When you talk about Noah, that flood wasn't a problem for him. Vì Đức Chúa Trời ở cùng because ông. God was with him. Tuổi tác không phải là vấn đề khó khăn cho Abraham sanh con. When we talk about Abraham, his age was not an issue when it talked about him having children. Vì Đức Chúa Trời ở cùng ông. Because God was with him. Có Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, không gì là khó cho Ngài. Because when thì không you có have việc gì là khó trong việc xảy ra cho đời sống. When you ta have God in your life, nothing is impossible for the God who lives in and with you. Ngài vẫn là Đức Chúa Trời của những việc không thể đối với con người, nhưng mà có thể xảy ra ở trong quyền năng của he is still the God of the impossible to man, but possible to him. Và Chúa Ngài đã lên kế hoạch để làm những công việc lớn lao này thông qua đời sống của chúng ta. And the Lord has come up with a plan to do these great works through our lives. Amen, anh chị em. Amen. Thứ tư, để chúng ta có thể chuyển những việc siêu nhiên trở thành những điều hết sức là tự nhiên trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta
phải trở thành những người khổng lồ của đức tin. Whenever we talk about taking the supernatural and letting it become a normal thing in our lives, the fourth thing that we have to recognize is that we have to become giants in the faith. Đức tin là chúng ta tin vào những gì Đức Chúa Trời đã phán là thật. Faith means to believe in the things that God has said is true. Đó chính là cái nền tảng cho một cuộc sống siêu nhiên. That is the foundation of a supernatural life. Khi chúng ta tin những gì Đức Chúa Trời phán. Whenever we believe what God has spoken. Tin bằng hết cả tấm lòng. And we believe with all of our heart. Thì chúng ta đang sống trong đức tin. Then you're living in faith. Nhưng mà khi chúng ta có một thái độ. But whenever you have an attitude. Khi nghe một câu kinh thánh, khi nghe một điều Bible phán, verse, whenever you hear somebody preaching a message. Thì chúng ta nói rằng cái chuyện này phải xét lại, cần phải nghiên cứu. You approach it with a perspective. You know what? I need to go back and look this up. I'm not really sure that's true. Cần cứ nghiên cứu. If you need to, go ahead, study the word. Chưa hiểu, hãy xin Chúa giải bài cho mình. If you don't understand, then ask the Holy Spirit to bring revelation and understanding of that scripture. Cái thái độ hồ nghi và nghi ngờ lời của Đức Chúa Trời là điều không thể chấp nhận được. But that doubtful spirit, that doubtful attitude is something that is unacceptable before the Lord. Hãy trở thành những con người của đức tin. To become people of faith. Bây giờ đức tin nó như thế nào? What does it look like to have faith? Hebrews chương 11 câu số 1 mô tả cho chúng ta cái định nghĩa của đức tin. Hebrews chapter 11 verse 1 defines for us a person with faith. Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong. Faith assuredly is the hope in the things that we are still longing for. Cái điều mà chúng ta đang trông mong đó. What is it that we're longing for? Chúng ta biết chắc rằng nó sẽ đến. We know for sure that it's going to come. Nó là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. It's the evidence of things that we have not yet seen. Mình chưa thấy bằng mắt. We haven't seen it with our eyes. Nhưng mà mình có đức tin. But we have faith. Và tin rằng những gì Đức Chúa Trời ngài phán thì sẽ xảy ra. And we believe that whatever God has spoken, it will come to pass. Anh chị em nhớ câu chuyện chúng tôi thường kể cho anh chị em về một người đi mua bộ đồ vest. Do you remember the story of the story I told you about of a person going to buy a vest, a suit? Anh đi phỏng vấn để nhận việc làm mới. He was going to go on an interview for a job. Và sau cuộc phỏng vấn. And after the interview. Thì nhân viên của công ty đã nói rằng anh đã được việc và anh đến trình diện để làm việc ngày thứ hai này. The staff member of that company said, you know what, you get the job. Come and be ready for work on Monday. Trên đường về. And on the way home. Anh ghé vào khu mua sắm. He stopped by a shop. Mua một bộ đồ vest. And he bought himself a vest, a suit. Hỏi, the wife asked him. Ông làm cái gì mà mua bộ đồ này? What are you doing buying a new suit? Tôi mua để thứ hai tôi đi làm việc. And he responded to her saying, you know, I bought this so that I can go to work on Monday. Sao biết mình có việc mà đi mua đồ? And the wife said, well, how do you know that you have the job, but then you go out and you buy the suit? Bởi vì công ty đã hứa rằng tôi đã có việc, đã được nhận làm việc. Và thứ hai này tôi sẽ đến trình diện. And he responded, because the company has already promised me that I'm going to start work on Monday. Nhưng mà thái độ của người vợ này thì khác. But then the attitude of the wife was very different. Chờ có việc rồi mới đi mua đồ. What she wanted to do was wait until you had the job, until you bought, to be able to buy the suit. Bởi vì thất nghiệp, không có tiền, bây giờ còn thiếu nợ để mua một bộ đồ. Because they mà were không có unemployed việc thì sao? And in debt, so it didn't make sense to her to go out and buy a suit. What if you don't have the job? Anh chị em, cái đó là lập luận của nhiều người trong chúng ta. My brothers and sisters, this is the reasoning of many people amongst us. Thấy mới tin. That they have to wait to see it to believe. Thấy rồi mới tin thì chúng ta thấy rằng nó vô ích. But you have to understand, if you have to wait to see it before you believe it, that's not faith. Vì đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong. Because faith is in a confidence in a thing that you have yet seen. Là bằng chứng của những điều mắt của mình chưa thấy. It's the evidence of what you haven't seen yet. Mình biết nó chắc chắn nó đến. But you know for sure it's coming. Tại vì Đức Chúa Trời phán như vậy. Because Jesus Christ said so. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Chỉ bởi đức tin chúng ta sẽ nhận được điều chúng ta mong chờ, chúng ta hy vọng. So it is by faith that we're going to receive the things that we are longing for, that we're waiting for, that we're hoping for. Bởi đức tin chúng ta tin rằng chúng ta sẽ nhận được những gì Chúa nói nó đã thuộc về chúng ta. It is by faith that we can receive all the things that God said He's going to give us. Anh chị em, khi anh chị em có cái đức tin như vậy. My brothers and sisters, when you have this kind of faith. Những gì Chúa Trời ngài hứa nó sẽ trở nên hiện thực trong đời sống. The things that God has promised will come to pass in your life. Amen, anh chị em. Amen. Có một câu chuyện kể. There's another story I want to tell you. Đó là có một thời gian một vùng đất trải qua một cái kỳ hạn hán rất là lớn. There was a period in time where this land was suffering through a drought. Nhiều ngày, cái vùng đó không có mưa.
Many, many days, even months, they received no rain. Cây cỏ khô cháy. All of the plants were beginning to dry up. Nước uống trở nên hiếm một cách trầm trọng. But even drinking water became scarce. Cuối cùng thì Hội Thánh đã kêu gọi tất cả con cái của Chúa ở trong Hội Thánh từ già cho đến trẻ đến để cầu nguyện xin Chúa ban mưa. Finally, the church gathered together and they called upon everyone in the church from young to old to pray and ask God for rain. Và ngày thứ bảy, họ đã nhóm nhau lại và dành thời gian để cầu nguyện một cách hết lòng. And on the Saturday, they gathered together and prayed with all of their hearts. Ngày hôm sau, Chủ nhật, Hội Thánh nhóm nhau lại để thờ phượng Chúa. The next day, the church gathered together for worship. Thì Hội Thánh nhiều người lớn lấy làm lạ. Then the church, when they gathered together, many of the adults, the elders, they brought their umbrella. No. No, they didn't bring their umbrella. I didn't hear you because you bent over. Sorry. Họ nhìn thấy những người trẻ mang ô dù đi vào để nhóm lại. Sorry, the elder people in the church looked upon the young people and saw that the young people brought the umbrellas. Rằng tụi bay điên rồi. They said, you're crazy. Trời đang hạn hán mà bây giờ đem dù đi nhà thờ để làm gì? That we're experiencing a drought. Why are you bringing an umbrella to church? Các em trả lời. And the young people responded. Có phải chúng ta đã xin Đức Chúa Trời ban mưa không? They said, didn't we ask God for rain? Và lúc bây giờ những người lớn bắt đầu xấu hổ. And then the elders were embarrassed. Vì chúng ta xin nhưng mà chúng ta không có chuẩn bị. But because they asked, but they didn't prepare themselves. Chúng ta xin mưa nhưng mà chúng ta không biết rằng hay là không tin rằng những điều chúng ta xin là những điều chắc nó sẽ không bao giờ xảy ra. Cứ ném đại cái lời cầu nguyện của mình lên trời để mong rằng nó chạm được đến với Chúa. Because they said their prayers not believing that God would respond, just thinking, oh Lord, if my prayers would just reach up to heaven. Anh chị em, đức tin phải có việc làm kèm theo. My brothers and sisters, faith has to have works accompany it. Chính cái việc làm của chúng ta chứng minh cho Chúa thấy rằng chúng ta thật lòng xin điều đó. And it's in our action where we display to God that we truly believe in faith what we asked for. Như người đàn bà bị bệnh mất huyết. Just as the woman with the issue of blood. Khi bà nghe về Đức Chúa Giêsu. Whenever she heard of Jesus. Thì bà đã quyết định và nói trong lòng của mình. She decided in her heart. Nếu ta chỉ có thể rờ được đến áo của Ngài. That if I could just touch His garment. Thì ta sẽ được lành. Then I'll be healed. Bà chưa có sự chữa lành. She hadn't received her healing yet. Nhưng bà tin rằng chắc chắn rằng khi bà rờ được đến áo của Chúa bà sẽ được lành. But she believed with all of her heart that if she could just touch the garment of Jesus Christ she would be healed. Đó là tiếng nói của đức tin. That is the voice of faith. Hãy trở nên những con người có đức tin vĩ đại. So become a people that have great faith. Không phải sự vĩ đại của mình. Not in your own self, not in your own greatness. Nhưng mà tin vào Chúa Trời vĩ đại đấng có quyền làm tất cả những gì chúng ta tin. God who can do everything that we ask for. Amen, anh chị em. Amen. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. So may God help us. Đừng trở nên những con người vô tín. To not become a people who unbelief. Chúng ta để ý đến từ đây trong câu chuyện là những người già đã chế nhạo những đứa trẻ. Lý do là bởi vì họ nghĩ rằng mình đã kinh nghiệm trong đời quá. Có nhiều điều mình cầu nguyện mà không có gì xảy ra thì tôi có cần phải đem ô, đem dù theo để làm gì? So in the story that I just told you about, remember, it was the older people in the story, not here. The older people who came in without faith and they were in disbelief and questioned the young people. Nhưng mà Kinh Thánh có nói đến đức tin như con trẻ. But the Bible tells us to have childlike faith. Đức tin của con trẻ, chúng ta hiểu được cái đức tin của con trẻ như thế nào? We have to understand what childlike faith is. Có bao giờ chúng ta thấy một đứa trẻ nằm gác tay lên trán? Have you ever seen a kid sit back and worry with their hand over their forehead? Không biết chiều nay mình ăn cái gì? What am I going to eat today? Ngày mai mình có tiền để tomorrow? Đi ăn trưa hay là không? Do I have lunch money? Không. No. Nó tin vào sự chu cấp. The child believes and has faith in the provision from his parents. Như con trẻ là đức tin tin rằng cha chúng ta sẽ chu cấp. To have childlike faith is to believe that your father in heaven is will provide. Chúng ta đem cái không có của mình đến và Chúa ngài sẽ đổ điều có của ngài cho đời sống của chúng ta. You don't have and you bring it before the Lord so he can pour into you what he has. Anh chị em đừng sợ để trở nên như con trẻ trong lĩnh vực này. My brothers and sisters, don't be afraid to become childlike in this area of your life. Amen, anh chị em. Amen. Nhiều khi chúng ta làm người trưởng thành quá đối với Chúa. Sometimes we consider ourselves so mature in the Lord.
Như có người đã từng nói với tôi. As one person has once told me. Mục sư Khánh ông giảng những điều đó là toàn là nói về đức tin. Pastor Khan, he just preaches all about this faith business. Nhưng mà tôi đầu có sạn rồi mục sư. But me, đầu có sạn. We have full of rocks. Full of rocks. My head is full of rocks. I thought it was kidney stones. Ý của người đó muốn nói rằng tôi đã có nhiều lần thất vọng. But what that person is trying to say. Cái chuyện nói về đức tin thì nghe nó hay lắm. They've experienced so much in life that they've lost hope. Nhưng mà nó chưa bao giờ xảy ra trong cuộc đời của tôi. That whenever they talk about faith, it sounds really good, but it's never happened in my life. Lý do là bởi vì mình không tin cho nên không bao giờ có. But the reason is because they've never believed. That's why they don't ever have it. Cho nên những ai mà ngồi đó và nói rằng đầu của tôi có sạn rồi mục sư. So for anybody that's sitting there saying, oh, in my head are full of stones. Xin Chúa ngài cho để chúng ta xin Chúa ngài thay thế nó trở lại là những cái đầu tin Chúa chứ không phải là một cái hộp đầy sạn sỏi ở trong đó. May we come before the Lord and ask the Lord to take all of those rocks and turn them into a mind full of faith that would believe in the impossible. Một cặp vợ chồng từng sinh hoạt trong hội thánh của chúng ta tại đây. There was a couple. There's a couple that once worshipped with us here. Tôi làm lễ cưới cho họ. I oversaw their wedding. Officiated their wedding. Và chúng tôi giúp đỡ cho gia đình này rất nhiều. And we helped this family very much. Sau khi lập gia đình một thời gian. After they were married, after a while. Họ muốn có con nhưng mà chờ đợi một cách mòn mỏi. They wanted to have children, but they waited so long and didn't see it happen. Và tạ ơn Chúa một ngày kia. But praise God. Chúa ngài hành động và tôi đã bước đến họ khi họ ngồi bên đệ đó của nhà thờ. And while they were sitting over there, the Lord led me to them. Và tôi đã công bố lời tiên tri rằng họ sẽ sớm có con và sẽ là song thai, họ sẽ sinh đôi. And I spoke to them and I prayed over them saying that you will have children and you're going to have twins. Và chính ngày hôm đó thì một diễn giả cũng đã xác nhận một cái lời tiên tri như vậy. Mặc dù chúng tôi không có nói chuyện với nhau. And on that day or over that weekend time, the guest speaker who was here preaching with us also gave them the same prophetic word even though he and I never spoke. Họ tin và nhận cái lời tiên tri đó. They believed and they received it. Khi trở về nhà, when they came home, họ đã chuẩn bị một căn phòng. They prepared a room. Và họ tin rằng Chúa ngài sẽ cho họ sanh một đứa con trai, một đứa con gái. And they believed that God would give them one boy and one girl. Cho nên họ đã làm một cái giường trải khăn màu hồng. So then on one bed, they made the bed and decorated it in pink. Rồi một cái giường kia trải khăn màu xanh. And the other bed was decorated in blue. Khi họ sanh con đúng như điều tiên tri đã nói cũng như là họ đã ao ước. And when the prophetic word was fulfilled and they gave birth to twins, tôi nhớ hôm đó tôi đến thăm họ ở tại nhà. I went to visit them at their home. Thì người vợ nói rằng mục sư Khánh xin vào đây tôi sẽ chỉ cho mục sư điều mà có thể khích lệ mục sư. Pastor Khan, come with me. I want to show you something that will encourage you. Họ mở cửa phòng mà nói they rằng, opened up the door to the kids' room. Chúng tôi tin cho nên chúng tôi đã chuẩn bị. We believed and had faith and so we prepared. Những đứa trẻ cùng với hội thánh sinh mưa thì cũng đã chuẩn bị để tránh mưa. Just as the church that asked God for rain, they brought their umbrellas, the young people did, to prepare for the rain. Anh chị em chứng minh cho Đức Chúa Trời biết đức tin của anh chị em ở đâu. My brothers and sisters, how can you display your faith to God? Ngài sẽ ban thưởng cho những người tìm kiếm Ngài một cách hết lòng. God is going to bless and reward those who seek them with all their heart. Bước đi trong sự sống siêu nhiên, if you want to walk in the supernatural, display for God your faith. Chúng ta chuẩn bị để hành động trong sự siêu nhiên của Chúa. You have to be prepared to walk in the supernatural. Chúng ta tin rằng Chúa có thể chữa lành siêu nhiên. If you believe that God can heal you supernaturally. Và Ngài nói rằng chúng ta sức dầu trên người bệnh và cầu nguyện bởi đức tin Chúa sẽ đỡ kẻ bệnh dậy. And the word of the Lord says that you anoint the sick and you bless them, you pray for them to be healed. They will be healed. Nếu bạn tin như vậy nhưng mà không bao giờ sắm sửa dầu sẵn để sức dầu cho người bệnh. But if you believe this but yet you never prepare the oil, thì đức tin của bạn sẽ không dẫn đến đâu. Then your faith won't take you very far. Amen. Amen. Chúng ta phải có sự chuẩn bị. You have to be prepared. Trở nên những con người của đức tin vĩ đại ở trong Chúa. A people with great faith in God. Amen. Amen. Thứ năm, chúng ta cần phải chú tâm vào lời của Chúa. The fifth thing is that we have to attend to God's word. Anh chị em chỉ cần một tia sáng từ nơi lời của Chúa có thể thay đổi cuộc đời chúng ta. All we need is just a revelation from the word of God and it can transform our life completely. Chỉ cần một tia sáng của đức tin, chúng ta sẽ nhận ra. Whenever we have a revelation of faith, we can receive. Đó là Chúa ngài phán rằng
tôi có thể có điều đó và chúng ta tin chắc lời của Chúa phán thì nó phải được ứng nghiệm. We can receive that when God says that you will have it, then surely you will have it. Bây giờ công việc của chúng ta là đứng lên khỏi bàn, chúng ta ngồi học lời của Chúa đó. So at this time, it's time for you to rise up from the table at which you're studying the Word of God. Chúng ta bắt đầu công bố lời and you của begin Chúa. To declare the word of God. Chúng ta công bố để việc chưa có nó sẽ có. You declare the things that have not yet to be seen that they will be seen. Những gì nó đang chết nó sẽ sống. That whatever is dead will come to life. Vì sức mạnh của sự sống sự chết nằm ở cái lưỡi của chúng ta. Because the power of life and death is in the tongue. Tin và nói thành lời. To believe, to have faith and then speak it into words. Và mong đợi. And then wait. Và biết chắc rằng. And know assuredly. Điều chúng ta tin nơi Chúa phán. That whatever you believe in God's word đang trên đường đến với chúng ta. Is on its way to you to receive. Và Chúa có quyền để có thể làm công việc đó. And God has the authority and the power to do this. Đó là lý do trong Ngôn chương 4 câu 20 đến 23 là. And that is why Proverbs chapter 4 verse 20 through 23 says. Hỡi con ta, hãy chú tâm đến lời ta dạy, lắng tai nghe những lời thuyết giảng của ta. Các lời ấy chớ để xa tầm mắt của con, hãy giữ lấy nơi lòng con mãi mãi. My son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who find them and health to one's whole body. Vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được nó và sức khỏe cho toàn thân của họ. For they are life to those who find them and health to one's whole body. Hãy cẩn thận giữ tấm lòng con hơn hết vì các nguồn của sự sống do nơi nó mà ra. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Anh xem, câu này cho chúng ta đầy những chìa khóa để chúng ta có thể sống trong sức khỏe, chúng ta có thể sống trong sự giàu có, sống trong phước hạnh của Chúa. My brothers and sisters, these Bible verses alone give us so many keys so that you can live in prosperity, in divine health. Chúng ta thấy lời của Chúa nói rằng hãy chú tâm đến lời ta dạy. The word of the Lord says, pay attention to what I say, the word. Lắng tai nghe những lời thuyết giảng của ta. You have to hear the word of the Lord. Các lời ấy chớ để xa tầm mắt của con. Don't let them far from your sight. Hãy giữ lấy nơi lòng của con mãi mãi. But keep them in your heart. Điều này cho chúng ta thấy những hành động cần phải thực hiện. This verse alone tells us the actions that we have to take in our faith. Quá nhìn quanh, nhìn quốc, nhìn hoàn cảnh, nhìn xã hội, nhưng mà tập trung vào lời của Chúa ở trong ơn của Ngài. We need to stop looking about here and there, looking at society, looking at social media, looking at what's before us, but instead keep our eyes fixed on the word of God. Lắng nghe những lời bình luận, nghe tiếng của đời. Stop listening to the things of this world. Nhưng mà lắng nghe những lời thuyết giảng của Chúa. But we must listen to the words of God. Và cũng chớ để những lời đó xa tầm mắt của chúng ta. And we have to be careful to never let the word of God be far from our sight. It's very important. Những gì mắt chúng ta thấy, chúng ta sẽ thấy được ứng nghiệm trong cuộc đời của chúng ta. Whatever our eyes can see, we will see it come to pass in our lives. Và phải giữ nó trong lòng mình mãi mãi. We have to keep the word of God in our heart. Đây là điều mà nhiều con cái của Chúa thất bại. This is a place where many Christians fail. Chúng ta không giữ lời của Chúa trong lòng chúng ta mãi mãi. We don't keep the word of God in our heart. Xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng ta thay đổi. May God help us to change. Đức Chúa Trời đã dành và giúp cho chúng ta dành trọn một năm. God has helped us over the past year. Để dạy cho hội thánh của Chúa cái bài học mà để chuyển chúng ta từ chỗ đi theo Chúa từng hồi từng lúc, kinh nghiệm phép lạ của Chúa như là một cái điều lạ lùng lâu lâu xảy ra một lần, một thế kỷ mới có thể xảy ra, nhưng trở nên những điều xảy ra trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Over the past year, the Lord has taken us through a journey that has taught us how to follow Him in faith. Not every once in a while, not maybe twice a year at Christmas or Easter, but every day to walk with the Lord, to hear His voice, to be in an intimate relationship with Him. Tôi nghe có người phê bình, mục sư Sam giảng mấy cái chuyện nó đơn giản, những chuyện sơ học. Phải giảng cái gì nó sâu nhiệm. I've heard people or one or two people criticize and say, Pastor Sam, he's just talking about such simple things. What he really should do is preach about deeper things. Chúng ta phải có những buổi học kinh thánh để chúng ta đào sâu vào lời của Đức Chúa Trời. We have to have Bible study so we can dive deep into the word of God. Nhưng mà lời của Chúa không bảo chúng ta đào sâu vào lời của Chúa. But the word of the Lord doesn't tell us to dig deep. Nhưng mà lời của Chúa bảo chúng ta hãy chú tâm đến lời của Chúa dạy. But the word of the Lord tells us to focus on the word of God. Lắng tai nghe những lời thuyết giảng của Ngài. To hear the words of the Lord. Và các lời ấy chớ để xa tầm mắt của con. And to not let the words of God be far from our sight. Chúng ta phải nhìn thấy lời của Chúa. We have to see the word of God. Trong ánh mắt đức tin chúng ta cần thấy lời của Chúa sẽ đem đến điều gì. We can see what the word of God will bring us. Những lời hứa của Chúa đang hứa với chúng ta. What is it? What are the promises of God? Rồi chúng ta giữ lấy nó ở trong tâm lòng chúng ta mãi mãi. And then we hold them closely to our heart.
Chính cái thời gian đó sẽ giúp cho lời của Chúa trở nên ứng nghiệm trong đời sống của chúng ta. It is in those times and by those actions that we will see the word of God come to pass. Vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được nó. Because those words are life to those who find them. Kinh Thánh sẽ đem lại sự sống cho chúng ta. The Bible will bring us life. Lời của Chúa sẽ đem lại sự sống cho chúng ta. The word of God will bring us life. Amen, anh chị em. Amen. Và là sức khỏe cho toàn thân của chúng ta. And the word of God is health for our entire body. Khi chúng ta nắm giữ lời của Chúa trong lòng của chúng ta. Whenever we grab hold of the word of God. It is the one that brings us life. Sẽ làm cho thân thể chúng ta toàn thân thể chúng ta sẽ đầy sức khỏe. The spirit of life who will bring divine health into our entire body. Amen, anh chị em. Amen. Kinh thánh không quyển sách này không làm gì được cho chúng ta. This Bible alone can't do anything for us. Nhưng mà lời của Kinh Thánh. But the word of God. Không phải chữ nghĩa nhưng mà linh của lời của Đức Chúa Trời. We're talking about not just the actual words on the paper but the spirit of God in his word. We're talking about blessing in our lives. Hãy chăm chú vào lời của so Chúa. We have to focus on the word of God. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Thứ sáu chúng ta phải bay cao trong Thánh Linh. The sixth thing is that we must fly high in the word of God. Chúng in the spirit. Ta phải cất bỏ và cắt bỏ tất cả những gì làm cho chúng ta bị trì kéo. We have to cut away everything in our lives that's holding us down. Những cái tội bé bé xinh xinh trong đời sống của chúng ta. All of those little itty bitty sins. Chúng ta nói rằng cái tội này nó không có phải là chuyện lớn. We think, oh, it's no big deal. Xạo nó láo một chút cũng đâu có sao. If we just say a white lie, it's no big deal. Nhưng mà đối với Chúa Trời tội là tội. But before God, sin is sin. Nó láo là nó láo. If you lie, it's a sin. Cho nên hãy bằng mọi cách. So with every effort, cắt bỏ những cái gánh nặng đó. Cut off everything that would hinder you, that's pulling you down. Để chúng ta có thể tiến lên trong ơn của Chúa. So that you can soar high in the Lord. Để chúng ta có thể cất cánh bay cao như chim. So that you can have on the wings, you can have the wings of eagles. Hãy biến đời sống chúng ta trở nên nhẹ nhàng trong ơn của Chúa. And transform your life to be light before the Lord. Amen, anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Và điều cuối cùng là hãy đặt chân lên lời hứa của chúng ta. And the final thing is put your foot on the promise of God. Có một thời điểm dân sự của Chúa đã chọn một cách sai lầm. There was a time when the people of God made some really bad choices. Thì Chúa bảo với dân Israel rằng họ sẽ chiếm được đất hứa. Whenever God told the Israelites that they would take the promised land, thì họ đã quên mất một điều, đó là ai đã phán điều đó với họ. They forgot who was the one who told them this. Ai là người sẽ đi cùng họ. Who was the one who was going to go with them. Họ thì thấy những người dành dàng cao lớn trong xứ Canaan. All that they saw were the giants in Canaan. Nhưng mà chỉ có hai con người nhìn thấy đứng ở cùng họ là lớn hơn những người dành dàng ở trong xứ Canaan vô cùng. But amongst the Israelites there were only two people who saw themselves greater and bigger than the giants in Canaan. Đây là những con người giống như trong thời đại của chúng ta. These are people just like you and me today. Cứ nhìn vào những nan đề, những sự khó khăn trong cuộc đời này. People who kept looking at their issues, their challenges, the difficulties of life. Và không nhận những điều mà Đức Chúa Trời nói rằng Ngài có thể làm cho chúng ta. But they wouldn't receive the things that God said he could do for them. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Joshua là một trong những người đặc biệt của xứ Israel đã tin nơi lời của Chúa phán. But we praise God for Joshua, who was a very special young man amongst the Israelites. Và tin vào những gì Đức Chúa Trời Ngài đã hứa ban cho họ. He believed in the promises of God. Và cảm ơn Chúa, ông đã kinh nghiệm được phước hạnh từ nơi Chúa. And praise God, he received the blessings of it all. Vì Chúa phán với ông. Because God told him. Ở trong Joshua chương 1 câu số 3. In Joshua chapter 1 verse 3. Bất cứ nơi nào bằng chân của các con đạp đến thì ta ban cho các con. Như ta đã phán với Môi-se. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you. Anh chị em, chân của chúng ta phải đứng ở trên lời hứa mà Chúa đã hứa với chúng My ta. Brothers and sisters, our feet have to stand upon the foundational promises of God. Hãy bước vào trong những lời hứa của Chúa. We have to step into those promises. Và quyết tâm rằng những điều Chúa hứa ban chắc chắn nó thuộc về chúng ta. And we have to decide that whatever God has promised, he will give us. Bây giờ công việc của chúng ta là phải vào để chiếm hữu lấy. And our job is only to enter in and receive it. Trong Kinh Thánh có một nguyên tắc rất quan trọng mà chúng ta cần nhớ. In the Bible there's a very key principle that we must remember. Chúa Ngài đã làm điều này cho Joshua. God did it for Joshua. Nhưng Ngài đã làm cho tổ đức tin Abraham. As he's done for the ancestors Abraham. Ngài đem Abraham đến đứng ở trên một cái triền núi. God brought Abraham onto the top of a mountain. Chúa bảo ông hãy nhìn. And he said, look. Mắt của con thấy đến đâu ta sẽ cho những vùng đất cho con làm sản nghiệp. And he said, wherever your eyes can see, that will be your land. 2019 tôi đã đứng cái chỗ mà người ta nói rằng trong lịch sử
Abraham đã từng đứng ở chỗ đó. In 2019, I had the honor to stand at the place where people said in history Abraham stood. Trong tầm nhìn đó, Abraham thấy một cách rất là xa. In that place where he stood, Abraham could see so very far. Chúa hứa rằng những gì mắt của ông thấy, Chúa Ngài sẽ ban cho ông và tổ con dân của ông. God promised him whatever Abraham could see, God would give him and his the generations to come. Và cảm ơn Chúa, Joshua cũng đã nắm bắt được. And we praise God because even Joshua grabbed hold of this promise as well. Hallelujah. Hallelujah. Anh chị em, vấn đề là chúng ta cần phải nắm bắt được khải tượng cũng như lời của Chúa. The issue is that we have to grab hold of that vision and the promises of God for our lives. Có một câu chuyện khác cũng rất là khích lệ. There's another story I want to share with you that's very encouraging. Đó là một ngày kia có một em bé đi và xách cơm cho cha của mình. Oh, I was waiting for you. That one day there was this little kid who brought lunch for his father at work. Người lớn gặp em và hỏi gì chứ con đi đâu vậy? The adults would ask him, "Where are you going?" Thì cháu trả lời là con đi để xây nhà thờ. And the child would respond and say, "I'm going to build the house of the Lord." Người lớn nói rằng con nhỏ xíu tuổi trẻ như vậy làm sao con có thể xây nhà thờ được? And the adults would say, "But you're so little. How in the world are you going to build a church?" Nhưng mà trong ánh mắt của cháu thì cháu biết rằng mình đang dự phần vào việc xây nhà thờ. But in the eyes of that child, he knew that he was participating in building the house of the Lord. Vì cha của em đang làm việc ở tại công trình xây cất đó. Because his father was a contractor building a church. Em biết rằng cái bữa cơm này sẽ giúp cho cha của mình làm việc. He knew that this lunch would help his father do the work. Và cái công việc em đem cơm cho cha của mình ăn. And the job of the child bringing the lunch to his dad. Là em đang giữ phần vào việc xây cái nhà thờ. Is him partaking in building the house of God. Đó là điều chúng ta cần phải nhìn thấy trong đời sống của chúng ta. Have to see in our lives. Đây là điều mà những người mẹ hãy nhìn thấy điều này. These are the things that you as mothers you must see. Đừng nói tại sao tôi phải thay tã nhiều như thế này. Sometimes you ask, why is it they have to change so many diapers? Tại phải sao cho nó bú nhiều quá. Why do I have to give them so much milk? They drink so much. Nhưng mà thay đổi cái nhìn của mình. But change your perspective. Tôi đang nuôi đầy tớ của Đức Chúa Trời chí cao trong nhà. You come to your child and you say, I have the privilege to raise up a servant of God in my tôi house. Tôi đang trưởng dưỡng một tiên tri cho Chúa trong I am hoàng. Nurturing a prophet for the Lord. Thay vì chúng ta làm bầm với hoàn cảnh. Instead of complaining about your circumstances. Chúng ta có một cái khải tượng mục tiêu rõ ràng. You have a vision that's very clear. Chúng ta sẽ thấy điều đó xảy ra trong đời sống của chúng ta. See it happen in your life in your child's life. Jochebed mẹ của Aaron, Moshe và Miriam. Whenever we talk about Jochebed, the parent of Aaron, Moses and Miriam. Chúng ta thấy người đàn bà này, người mẹ này. We see this mother. Trong ơn của Chúa. By the grace of God. Đã nuôi dưỡng con của mình thành công 100%. She was able to nurture her child and raise them up in the Lord 100%. Họ có ba người con. There were three children. Và cả ba người đó được Chúa Trời sử dụng. God used them. Môi-se trở nên người lãnh tụ lỗi lạc nhất trong lịch sử. Moses became the greatest leader in history. Aaron trở nên thầy tế lễ thượng phẩm cho Đức Chúa Trời. Became a priest for the Lord. Miriam trở nên một nữ tiên tri cho Chúa. Miriam became a prophetess for the Lord. Tôi tin rằng Jochebed không thể là những ngày bà sống lầm bầm về hoàn cảnh của mình. I believe that Jochebed, she didn't just sit every day and complain about her everyday life. Nhưng mà bà nuôi con của mình trong khải tượng mà Chúa đã ban cho. With the vision that God gave her. Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời. That is the promise of God. Rồi dân sự của Chúa sẽ ở trong xứ Giê-tô trong 400 năm rồi họ sẽ được ra để đi vào trong đất hứa mà Chúa đã định cho họ. Is that the Israelites, the people of God, would live in Egypt and suffer as slaves for 400 years and then be delivered into the promised land. Và khi hoàn cảnh khó khăn xảy ra. And whenever difficult situations arose. Bà không đầu hàng. She didn't. Nhưng mà bà đã nhờ cậy Chúa để bảo vệ con của mình. To protect her children. Và Đức Chúa Trời đã ban phước. And God blessed her. Và tôi tin rằng bà đã thấy những con người con của bà sẽ là những người lớn lao, những người vĩ đại cho dân tộc của mình. I believe that Jochebed saw that her children would be great for the Lord and she kept her eyes fixed on that vision. Cho nên là những người cha người mẹ. So fathers and mothers in this house. Đừng mắng cũng như là tủi thân. Don't complain or curse your children or feel lonely. Tôi chỉ nuôi những cái đứa ăn học ở trong I'm nhà just here raising children in my home. Những đứa trẻ hư hỏng ở trong These nhà. These children who are so bad. Nhưng mà hãy nói tiếng nói của đức tin. But speak words of faith.
Tôi đang nuôi dưỡng ở trong nhà những con người lãnh đạo trong ơn của Chúa. Say that I am raising up future leaders for God. Tôi đang nuôi dưỡng ở trong nhà những người hầu việc Chúa trong tương lai. I am raising people who will serve the Lord. Là những cái người hữu dụng ở trong tay của Đức Chúa Trời toàn năng. People who put in the hands of God will be effective for His kingdom. Chính cái thái độ đó. That kind of attitude. Cái cách chăm sóc của chúng ta. The way that you care for your child. Chúng ta tạo một môi trường để con cái chúng ta có thể bước vào thiên mệnh của Chúa đã định cho. For your child to step into the destiny that God created them. Anh chị em yêu dấu. My brothers and sisters. Đừng nhìn cái túi xách cơm. Don't look at the lunchbox. Mà nhìn cái lý do tại sao mình mang cơm đến. But look upon the reason why you bring lunch. Amen. Amen. Xin Chúa cho chúng ta nắm bắt khải tượng từ nơi lời của Chúa. May God help us to grab hold of this vision from the Word. Và bước chân chúng ta vào. And step into it. Dân sự của Chúa được Chúa ngày hướng dẫn cho họ làm một điều hết sức là đặc biệt. The people of God allowed God to guide them in a very special way. Đứng trước một cái thành hết sức là kiên cố. Whenever they were standing before this great wall. Thành Jericho là một cái thành rất là lớn. The walls of Jericho were very high, were very thick and big. Vách thành của nó rất là rộng và kiên cố. The walls were very thick, very wide. Những nhà khảo cổ cho chúng ta biết là tìm scholars được những cái tường ở trên của tường thành Jericho. That they were finding parts of the wall of Jericho. Thì họ tin rằng hai chiếc xe ngựa có thể chạy ngược chiều ở trên tường thành này. And they believed that the wall was so thick that two chariots could ride upon the wall. Đối với dân sự của Chúa đây là điều khó. According to the people of God, they felt like, "Ooh, this is so hard." Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, Ngài đã phó thành này cho họ rồi. God had already given them the victory. Cho nên ở trong Giô-suê chương 6 từ câu 2 cho đến câu số 5 ghi lại. So when we look at Joshua chapter 6 beginning verse 2 through verse 5. Đức Chúa Trời phán với Giô-suê. Jericho, vua và các dũng sĩ của nó vào tay con. Then the Lord said to Joshua, "See, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men." Vậy con cùng tất cả các chiến sĩ hãy đi vòng quanh thành một lần và phải làm như vậy trong 6 ngày. March around the city once with all the armed men and do this for 6 days. Đức Chúa Trời Ngài xác nhận rằng Ngài đã ban cho họ cái thành này rồi. God already acknowledges here that he's going to give them victory over Jericho. Và Ngài cũng có cái cách để có thể đánh hạ cái vách thành này. And he even gave them the strategies to overcome this great wall. Và Chúa Ngài bày tỏ cho họ, họ sẽ chiếm được cái thành này một cách siêu nhiên. And God just showed them that they would conquer this wall supernaturally. Đó là mỗi ngày họ phải đi vòng quanh thành một lần. That is that every day they were to go around the city. Và phải làm như vậy trong 6 ngày. Once, and they had to do this for 6 days. Câu số 4 nói rằng, bảy thầy tế lễ sẽ cầm bảy cây kèn bằng sừng đi trước hòm giao ước. On verse 4 it says, have seven priests carry trumpets of ram's horns in front of the ark. Kèn ở tại đây để dành để báo hiệu. The ram's horns, these trumpets, were to make an announcement. Rừng giao ước là biểu tượng của sự hiện diện của Đức Chúa Trời. The Ark of the Covenant was to carry the presence of God. Nhưng qua ngày thứ bảy, các con phải đi vòng thành bảy lần và các thầy tế lễ sẽ thổi kèn lên. On the seventh day, march around the city seven times with the priests blowing the trumpets. Khi những thầy tế lễ thổi một hồi kèn dài. When you hear them sound a long blast on the trumpets. Và khi các con vừa nghe tiếng kèn thì tất cả dân chúng phải la lớn lên, tường thành sẽ đổ sập xuống, rồi dân chúng sẽ trèo lên, mỗi người tiến thẳng về phía trước. When you hear this long blast of the trumpets, have the whole army give a loud shout. Then the wall of the city will collapse and the army will go up. Everyone straight in. Một chiến thuật lấy thành không giống ai. This kind of strategy, it was never known before. Nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta khôn ngoan lắm anh chị em. And it didn't seem to make sense, but our God is full of wisdom. Và Ngài đã báo trước cho những điều mà ngày hôm nay những kỹ sư về âm thanh, nghiên cứu âm thanh đã xác nhận. And the Lord told his people to do something that now when we talk about sound engineers or people who study about the art of frequency and sounds. Chúng ta thấy có những người hát opera khi mà họ lên cái nốt cao nhất của họ, cái ly pha lê có thể vỡ ngay trước mặt mọi người. We've seen it all ourselves, whether it be on TV or in person, is when an opera singer hits a certain note, even a glass will shatter. Chúa nghe truyền lệnh cho dân sự của Chúa. God told his people what to do. Để vòng xung quanh cái thành hết sức là kiên cố này mỗi ngày một lần. They were supposed to go around the city of Jericho one time every day.
Ngài đang dạy cho dân sự của Chúa một sự tập trung hiệp một. He was teaching them through this action to be focused and unified. Và chắc chắn là Chúa căn dặn đi mà không nói một lời nào. And surely he told them to go around the city and don't make one sound. Họ đi mỗi ngày một lần trong 6 ngày. They would go around the city one time every day for 6 days. Cảm ơn Chúa vì đây là những nhóm người tin nơi lời Đức Chúa Trời phán. And we praise God because in these scriptures we see a people who believed in God's word. Bởi vì những người lớn tuổi mà đã không tin nơi lời của Chúa đã chết ở trong sa mạc hết rồi. Because the elders who didn't believe in the word of God, they had already passed away in the desert. Đây là thế hệ của những người tin nơi lời của this Chúa. This is a generation that we see before us who believe in the word of God. Thì mỗi ngày đi yên lặng. And every day they would walk. Có các thầy tế lễ có mang kèn theo đó. Có khiêm rương giao ước của Chúa đi theo đó, nhưng mà tất cả mỗi ngày đi giáp một vòng rồi trở về lều của mình. We have to understand that every time they walked around the city once every day for 6 days, there were still the priests, there were still the trumpets of the ram's horn, and there was still the ark of the covenant, but they walked around silently according to the instruction of God. Nhưng đến ngày thứ bảy. But then on the 7th day. Thì ngày hôm nay khác. On that day it would be different. Vì sắp sửa đến thời điểm. Because it was time. Đi một vòng. To go one circle. Lần thứ nhì. And the second time. Lần thứ hai. The third time. Lần thứ ba. Fourth time. Lần thứ tư. Fifth time. Chúng ta thấy ở đây đang gây dựng cái đức tin của họ để mong đợi điều siêu nhiên sắp sửa xảy ra. That we can see that their faith is being built up for the supernatural. Lần thứ sáu. The sixth time. Lần thứ bảy. And then the seventh. Và khi họ hoàn tất lần thứ bảy. And when they finish going around the city the seventh time, just as the word of the Lord said. Tất cả các thầy tế lễ phải thổi một hồi còi kèn dài. All of the priests were to blow their trumpets' horns, the ram's horn. Âm thanh nó như vậy. And you see that the amplification of those horns made it like that. Thì tất cả mọi người từ già đến trẻ. Then everyone from young to old. Đều hét lên một tiếng. They all shouted out. Chúng ta thử hình dung 1 triệu người. Let's imagine 1 million people. Sau nhiều ngày mong đợi. After many days of anticipation and waiting. Hiệp một trong âm thanh. In one unified voice. Hiệp một trong lòng mong đợi. One unified spirit. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta họ đã hét lớn lên. That they shouted out. Và tường thành đã sập xuống. And the walls came crumbling down. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Có những người vô tín giải thích rằng tại vì động đất cho nên bức tường nó ngã. There are some who are unbelievers. They try to make up the excuse justifying it, saying there must have been an earthquake. That's why the walls came down. Nhưng điều mà chúng ta biết rằng các khảo cổ gia đã xác nhận đây là công việc của Đức Chúa Trời. But one thing that we know that even the scholars have confirmed that this it was the work of God. Đó là tất cả các phần của tường thành nó đều ngã vào trong thành. And that is that all of the wall fell into the city, not outward. Nó ngã trở ngược ra có thể đè dân sự của Chúa. Because if it had fallen outward, it could have fallen on the people of God and killed them. Nhưng mà tường thành sập xuống. But the walls crumbled down, they fell down. Và như lời của Chúa dạy, dân Chúa trèo lên mỗi người tiến thẳng về phía trước. The word of God said that once the walls came down, all the people began to climb in and go forward. Hallelujah. Hallelujah. Chúa bảo hãy đi vòng quanh thành. God said, go around the city. Mỗi ngày một lần. Every day, one time. Trong 6 ngày. In 6 days. Đến ngày thứ 7, đến 7 lần. And on the 7th day, do it 7 times. Đến lần thứ 7. And then on the 7th time. Các thầy tế lễ trỗi tiếng trời. The priests were supposed to blow the trumpet. Lúc bây giờ mỗi người mới được quyền lên tiếng. And only then were people allowed to raise up their voices. Lúc bây giờ sự siêu nhiên đã xảy ra. And it was then that the supernatural occurred. Lạy Chúa. Praise the Lord. Khi chúng ta cần một phép lạ. Whenever we need a miracle. Chúa sẽ thực hiện phép lạ cho chúng ta. God's going to do that miracle for us. Chúa là đấng sẵn sàng ban cho chúng ta. God is ready and willing to give. Hãy nhớ rằng Chúa Ngài đã ban cho họ thành Jericho này rồi. We have to remember that God had already given them the city of Jericho. Nhưng mà ông và dân sự của Chúa phải vâng lời và đi theo sự dẫn dắt của Chúa. But the people of God still had to obey the instruction of God. Nếu họ ở bên kia sông Giô-đanh, họ sẽ không bao giờ thực hiện được điều. Nếu họ không vâng lời Chúa, if they didn't obey God, vừa đi vừa lầm bầm, and they were walking and complaining, ông Joshua không biết ông có nghe tiếng Chúa phán được không? What's he thinking? Are we sure he heard from God? Làm gì mà chúng tôi tụ tập lại đi quanh thành này? It makes no sense. Why are we supposed to walk around the city once a day? Phải có kế hoạch gì đem búa đem gì theo để đập cái thành này chứ? We have to bring some kind of weapon to go and kind of knock down the wall ourselves. Sáng sớm thức dậy, già trẻ lớn bé đều đi vòng xung quanh thành. But they would wake every morning from young to old and they would walk around the city. Rồi về ngủ. And then go back home, go back to their area. Ngày hôm sau làm tiếp tục như vậy. The next day they would do it again. Và anh chị em,
họ đã kinh nghiệm được bởi vì họ vâng theo lệnh của Chúa. But my brothers and sisters, they got to experience their miracle because they obeyed God. Chúng ta biết năm 1967 thì người Do Thái cận đại của chúng ta cũng đã thực hiện một điều tương tự như vậy. We know that in 1967 that the Jewish people did the same thing, something very similar. Một buổi sáng, chiến đấu cơ của họ cất cánh bay. Every morning, their air force would take off. Và các nước xung quanh đều thấy họ cất cánh như vậy. And all the surrounding nations would see their airplanes take off. Thì phi công của các nước khác cũng nhảy lên máy bay của mình chuẩn bị để cất cánh. And all of the other air force from the other nations would also get into their fighter jets and take off. Nhưng mà thấy họ không đánh gì, họ lại bay trở về rồi tắt máy đi ăn sáng. But then people would notice that they never actually shot their weapons or really did anything. They would just take off, fly, and come right back, and then eat their breakfast. Ngày thứ hai họ cũng làm giống như vậy. The Monday after they do the ngày same. Ba, the second day they would do the vậy. Same thing. The third ngày day thứ the tư, same. Ngày thứ năm, the ngày fourth thứ sáu, day, the fifth day, the sixth vậy. Day, the same exact thing. Thì kẻ thù nói rằng, ồ, mấy Do Thái này nó điên rồi, nó chỉ làm như vậy thôi và họ quen với cái ảnh đó. And then the enemies of the Jews would look at that action and say like, these people are crazy. They're not going to do anything. Nhưng ngày thứ bảy đã đến. But on the seventh day, lần này họ cất cánh. This time, the Air Force, they went up into the skies. Không có không quân cũng như phi công của các nước khác có sự chuẩn bị. But their enemies, the nations surrounding them, were unprepared. Thì họ đã dội bom và phá hết tất cả các phi đạo của các phi trường chung quanh. And so what they did is then they dropped their bombs and destroyed all of the airfields in the enemy's nations. Cảm ơn Chúa, họ đã đắc thắng và qua đêm nước của họ đã tăng lên gấp đôi về diện tích của and họ. We praise God because they were victorious and overnight their land, their nation was able to multiply. Và họ đã chiếm được bao nhiêu chiếc xe tăng cũng như vũ khí mà and they were able to conquer and bring back the spoils of many tanks and many weapons of their enemies. Đã chưa? Và họ đã kinh nghiệm sự đắc thắng. And they were able to experience victory. Anh chị em dối chúng tôi lời của Chúa không thể nào sai được. My brothers and sisters, I'm here to tell you that the word of God can never be wrong. Lời của Chúa. Focus on the word of God. Nhận lấy, đón nhận những gì lời của Chúa đã hứa. Receive and accept everything, the promises of God in His word. Bày tỏ lòng tin của chúng ta. Display your faith. Chẳng những tin và giữ trong lòng. Not only believe and keep it in your heart. Nhưng mà có những sự chuẩn bị để bày tỏ đức tin đó. But have preparation to display your faith. Sau khi cầu nguyện cho mưa. Whenever you pray for rain, phải chuẩn bị để chúng ta sẽ không bị ướt vì mưa. Prepare so that you won't get wet from the rain. Xin Chúa cho để chúng ta sẽ sắm những cây dù trong những ngày sắp tới. Bring your umbrella. Amen, anh chị em. Amen. Và tôi tin rằng Chúa ngài đang làm trong việc giúp đỡ chúng ta chuẩn bị điều này. And I believe that God is helping us in our preparation. Một năm qua, in the past year, Đức Chúa Trời đang tập tay của chúng ta chiến trận. God has been preparing our hands for war. Đừng xem thường những ngày của sự nhỏ. Do not take for granted the days of small beginnings. Thì cái ngày mà chúng ta không ngờ. Because the day that you don't even think is going to happen, anything big is going to happen. Nếu chúng ta làm đúng kế hoạch của Chúa. If you do according to the word of God and His strategies, His plans. Chúng ta sẽ thấy ứng nghiệm. Then you're going to see amen, victory. Amen. Bắt đầu tuần tới chúng ta sẽ có 21 ngày kiêng ăn cầu nguyện. Beginning next week, we're going to start out in our 21 days of fasting and prayer. Thì kêu gọi hội thánh của Chúa tất cả chúng ta chuẩn bị cho ngày đó. And I implore for you, church, that you would begin preparations this week for that day to come. Không có những tiếng xào xạc, sao làm cái này, sao làm cái kia. Let's not have murmuring. Oh, why do we got to do this? Why do we have to do that? But let's all quietly go in the leading of the Lord. Tài liệu sẽ giúp đỡ cho chúng ta thế nào để chúng ta có thể thấy trời mở ra trên đầu của cá nhân chúng ta. All of the devotions that we have prepared for you during these days of 21 days of fasting and prayer, you're going to see it's going to help you to maintain the open heaven in your lives. Đến khi thời điểm của Chúa đến. And then when God's timing arrives, you're going to see that the heavens will rend open. Lúc bây giờ chẳng những then, trời mở ra trên đầu của mỗi cá nhân, nhưng mà trên hội thánh của Chúa, we'll see open over our church, và trên thành phố của chúng over ta. Our city. Amen, anh chị. Amen. 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 Anh chị em được phước không? Are you blessed? Anh chị em có nắm được những nguyên tắc không? Were you able to grab hold of these key truths? Hãy thực hành. So now take action. Để biến những điều siêu nhiên mà chúng ta nghe kể ở trong Kinh Thánh. To transform all of the supernatural things that we've heard in the Bible. Chúng ta nghe trong cuộc đời của những người khác. We've heard it in other people's lives. Chúng ta nghe ở nơi những xứ khác. We've heard it in other people's nations. Mỗi chúng ta sẽ kinh nghiệm trong cuộc đời của but chúng ta. But now we need to experience it in our lives every day. Những gì Đức Chúa Trời đã làm những nơi khác. Whatever God has done somewhere else. Ngài có thể làm ở tại đây. He can do it here. Những gì Ngài đã làm ở trong quá khứ. Whatever He's done in history. Ngài có thể làm
cho chúng ta ngày hôm nay. He can do it in the present. Và những gì Đức Chúa Trời đã làm cho những con người khác. And whatever God has done for other people. Ngài cũng có thể làm cho mỗi một chúng ta. He can do it for each and every one of us. Amen. Amen. Chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng. So let us rise to our feet. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Father God, we thank you. Vì hơn 3,000 lời hứa Chúa đã hứa cho chúng con. Because over the 3,000 promises you have in your word. Cảm ơn Chúa, trong đó có lời hứa quan trọng nhất. We thank you, Lord, because in that there's the greatest promise. Đó là lời Cha hứa. That is the promise from the Father. Chúng con xin Chúa đổ đầy thần của Chúa, là thần giúp chúng con làm những việc lớn hơn ở trong những ngày sắp đến. We ask, O Spirit of God, to help us to do even greater things in the days to come. Nguyện xin Chúa đầy dẫy trên chúng con và ban phước trên chúng con. May your presence fill us completely and bless us. Lạy Chúa, xin gặp gỡ mỗi chúng con một cách đặc biệt. Let us have an encounter with you. Meet us, O Lord, in a very special way. Để chúng con ở riêng với Chúa, chúng con học lời của Ngài. In our quiet time and we're studying your word. Thì ánh sáng của lời của Chúa sẽ chiếu vào trong tâm lòng của chúng con. Then the light of your word will shine into our hearts. Để chúng con có thể thấy được. Growing our faith, O God, so that we can see. Điều Chúa hứa. The things that you've promised us. Sẽ ứng nghiệm trong cuộc đời của chúng con. Will come to pass in our lives. Chúng con cảm ơn Ngài. We thank you, Lord. Xin dẫn chúng con. So lead us, God. Giúp đỡ chúng con. Help us, God. Để chúng con kính sợ Chúa. So that we can revere you. Và tập chú vào lời của Ngài. And focus upon your word. Cẩn thận làm theo. To be careful and to do accordingly. Để bệnh tật sẽ được đùa ra khỏi thân thể của so chúng that sickness can be absolved in our lives. Vì toàn thân của chúng con sẽ so được tràn đầy sức khỏe. Our entire body would be healed. Vì sự chữa lành của Ngài. Because of your healing. Để đời sống của chúng con. So that our lives. Tất cả những nghèo đói khốn khổ sẽ bị đẩy đi bởi vì Chúa toàn năng đến ở trên cuộc đời. All the negative challenges of poverty, of hunger, of thirst, Lord God, will dissipate in the light of who you are. Và lạy Chúa, để những điều Chúa hứa chúng con sẽ làm, chúng con sẽ thực hiện. And that all the things that you've promised in our lives will be able to do. Đó là chúng con sẽ làm việc Chúa đã làm và sẽ làm lớn hơn nữa vì Chúa đã trở về cùng với Chúa Cha, đang cầu thai với chúng con và đang đổ Thánh Linh của Ngài trên chúng con. And that we will, and that is to do greater works than your Son Jesus Christ did, because He goes to you, our Father, and that Lord God, you would empower us for all of this. Cảm ơn Chúa vì Ngài đang kêu gọi chúng con mỗi ngày. We thank you, Lord, that you're calling upon us every day. Suốt ở trong một năm qua. Throughout this past year. Vì Ngài đang mong đợi. Because you are waiting. Tất cả chúng con. For all of us. Trở nên những người. To become a people biết Đức Chúa Trời của mình, who know you, để chúng con có thể làm nên những thành quả lớn lao, so that we can do great exploits for you, O God, and do supernatural things. Chúng con cảm ơn Ngài. We thank you, Lord. Chúng con quyết tâm. We have decided, God, không phải là những người lười biếng nữa. That we won't be lazy anymore. Không phải là những người đi lùi nữa. That we won't be backslidden. Mình chúng con sẽ mạnh mẽ. But we will very in your strength, Lord God, move forward. Chúng con đầy lửa của Chúa và filled with your fire, O God, and your power. Chúng con cảm ơn Chúa. We thank you, Lord. Sử dụng chúng con. Use us, God. Hội thánh của Chúa. In your church. Để chúng con lên tiếng rằng. So that we can vocally. Có một Đức Chúa Trời toàn năng là Đức Chúa Trời trên bầu trời của thành phố này. Tell the world that there is an almighty God that resides over this city. Đấng yêu thương và muốn chăm sóc mọi người. A God who loves and wants to care for everyone. Và chúng con là các tôi tớ của Ngài. That we are servants of the Lord. Chúng con làm những công việc này theo sự dẫn dắt của Chúa. And we want to do all these things according to the leading of the Holy Spirit. Để rồi sẽ có một cơn thức tỉnh tâm linh lớn lao xảy ra. So that there will be a spiritual awakening that occurs. Đó là chúng con thờ phượng một Đức Chúa Trời toàn năng. And that is that we all worship an almighty God. Không điều gì là khó cho Ngài. That nothing is impossible for you, God. Và chúng con có thể làm được những công việc quyền năng. And that we'll be able to do the powerful works. Vì Chúa đã chiếm được tấm lòng của chúng con. Because you have overcome our hearts. Và chúng con đã đầu phục để Chúa sử dụng. And we surrender to you so that you can use us. We thank you, Lord. Chúng con ngợi khen Chúa. We praise you, God. Và thành kính cầu nguyện. And we pray all these things. Trong danh Chúa Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Anh chị em hãy trở nên những người biết Đức Chúa Trời của mình. So my brothers and sisters, become a people who rồi, know chúng ta your sẽ God. Làm những thành quả lớn so that we can do great exploits for the Lord. Amen. Amen. Chúng ta dừng lại đôi phút để chúng ta tạ ơn Chúa về bữa ăn. If you pause before exiting the church, just a moment, we're going to pray over our fellowship meal together. Chúng cảm ơn Chúa vì cơ hội chúng con được dùng bữa ngày hôm nay. Father God, we thank you for the opportunity that we have to share a meal together. Xin ban phước trên những thức ăn này. Bless the food. Dùng để bổ sức cho chúng con. For the nourishment of our bodies. Ban ơn trên những bàn tay của hội nấu. Bless the hands that prepared all of this meal. Ban phước lại trên họ một cách dư dật. Bless them abundantly, O God. Để chúng con có thể kinh nghiệm được phước hạnh từ nơi Chúa trọn vẹn. So that we can experience a blessing in you completely. Và mục đích của bữa ăn thông công này. And that the purpose of the fellowship meal sẽ được thể hiện. Will be fulfilled. Cho con cảm ơn Ngài. We thank you, Lord. Tặng Chúa và cầu nguyện. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Amen. Chúc quý bạn chị em, chúng ta sẽ có bữa ăn ngon. Chúng tôi sẽ nán lại đây để cầu nguyện cho những ai có những nhu cầu đặc biệt.
hội thánh, gặp lại anh chị em tại hội trường để chúng ta dùng bữa. Enjoy your lunch, church. Enjoy the fellowship that you have over the meal, and we're going to stay back and pray for those who have needs. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.